Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần 2 của Trâu già thích gặm cỏ non hay là Ma cà rồng 100 tuổi thích gặm người 18 tuổi nhưng mà lần này có chó cản mũi. Trăng non. Sau những sự kiện của Trạng Vạng, Bella và Edward giờ yêu nhau bình yên thôi ở thị trấn Fork. Nhưng mà chữ B trong tình yêu là viết tắt của bình yên. Nên là sau một thời gian yêu nhau thì Bella bị overthinking, sợ mình sẽ già và chết. Trong khi Edward thì mãi trẻ trai và sẽ lại đi xem đứa con gái 17 tuổi khác ngủ. Edward thì hôm nào đến giờ học văn cũng ủ rũ này kia. Thì nếu mà tôi phải học một chương trình suốt vài chục năm thì chắc tôi cũng khá buồn ấy. Cơ mà đấy không phải là lý do chính. Lý do chính là hôm nay thầy ở lớp dạy về Romeo và Juliet và nhìn thấy một cặp đôi nhiều red flag hơn mình làm Edward thấy buồn. Nên là giờ ngoài nỗi lo cả trăm năm nay là mình biến thành ma cà rồng thì linh hồn đi lạc lối, sống mà như chết, thì Edward tự dưng lại đội thêm một đống suy nghĩ nữa. Đến sinh nhật 18 tuổi của Bella thì bà này bỏ bố đi tổ chức sinh nhật ở nhà Edward. Trong lúc chim chuột ngoài hành lang thì Bella được Edward xóa mù chữ về thế giới ma cà rồng. Gia tộc quyền lực nhất trong giới ma cà rồng là nhà Volturi. Nhà này kiểu nhà Lannister ấy, nhưng mà là người Ý. Và tất cả ma cà rồng thì đều phải tuân theo luật lệ mà gia đình này đặt ra. Và quan trọng nhất là không để lộ bí mật về giống loài mình. Thằng nào mà lộ liễu quá thì toạch. Thế nên là ha ha, những gì xảy ra ở Trạng Vạng không hề dấy lên một tí lo lắng nào đâu nhỉ. Bella thấy thế thì cũng lo, nhưng mà vài phút sau lại quên luôn. Xong rồi lại ra ngoài tổ chức sinh nhật với người nhà Cullen. Cơ mà đang đọc thiệp thì bị giấy cắt phải tay. Thế là mùi máu làm ông tướng Jasper, người mà chưa cai máu được bao lâu, kích hoạt nội tại thú săn mùi, lao vào Bella như mèo thấy pate. May là có Edward phải đứng kịp, nhưng đáng tiếc là Edward khỏe quá, đẩy Bella sang một bên khiến cô bắn dính lên tường, rơi xuống rách cả tay, làm Jasper còn cuồng loạn hơn. Phải cả nhà ra đây mới kìm được. Ông Carlyle đưa Bella đi xử lý vết thương. Thôi thì máu me này sinh nhật gì nữa. Edward bị thế thì nghĩ lắm và quyết định bù cho Ella bằng cách là chia tay mẹ luôn. Đấy, tôi bảo rồi, tình yêu cấp 3 nó giòn lắm, hở cái là gãy ngay. Nhưng mà chia tay thôi là chưa đủ nhé, gia đình Cullen chuyển khỏi thị trấn Fork luôn. Và tất nhiên là không đưa Bella đi cùng rồi. Thì Bella bị ghost xong suy sụp lắm, tự cô lập bản thân suốt mấy tháng liền. Bố thì bắt Bella ra ngoài trạm cỏ, nhưng mà cái ý tưởng này của bố khiến Bella nhận ra là mỗi khi mình làm cái gì rồ dại thì Bella sẽ gặp ảo giác về Edward đang cố ngăn mình lại. Và như một thiên tài, Bella quyết định thử đủ mọi trò nguy hiểm như là lên xe với người lạ, phóng mô tô không đội mũ bảo hiểm. Nhưng mà tất cả để chỉ làm mọi thứ tệ hại hơn. Thay vì ngồi sau xe mô tô của trai lạ thì Bella quyết định mua hai con mô tô cũ và mang đến chỗ dây cốp từ phần 1 để sửa. Được giao tiếp xã hội khiến Bella cũng lạc quan trở lại. Nhất là khi quan hệ xã hội của cô là một anh trai đẹp, người của một bộ lạc được Mỹ tài trợ có căn nhà và lô đất. Dây cốp thì cũng mê Bella từ phần 1 rồi. Cơ mà Bella thì vẫn một điều Edward, hai điều Edward. Nên là dây cốp mặt thì cười nhưng mà tôi cá là trong lòng đau lắm. Kinh nghiệm cá nhân, dây cốp thì cũng đang trong giai đoạn khó nói. Tại vì mấy thằng bạn trai trai của cậu tự dưng quay ra theo đít thằng trai đàn anh kiêu ngạo mà dây cốp không ưa. Nên là có Bella ở bên thì cũng đỡ. Đại loại là đến chơi với dây cốp thường xuyên khiến Bella nó vẫn tá. Nhưng mà giờ thì sống được như con người, thậm chí là còn rủ các bạn đi xem phim. Mỗi tội là ai cũng có cuộc sống riêng nên là chỉ có dây cốp và thằng bạn muốn cưa Bella từ hồi mới chuyển đến là có mặt. Và cả ba người phải rời đi tại vì phim quá dở. Nhưng mà đang đâu tự dưng dây cốp bỗng nóng bừng lên, nổi cáu với thằng bạn rồi bối rối bỏ đi để Bella lại một mình. Và lờ mao, sau đêm hôm đấy dây cốp cũng ghost Bella luôn, khiến cô lại rơi vào trầm tư. Cô cố tìm đến tận nhà dây cốp thì thấy thanh niên này đã đến 30 size, xăm trổ, xong rồi là không mặc áo trùm cuối nữa mà phải cởi trần. Giờ thì lại giao du với cái đám bạn mà ngày trước chê là kiêu. Ngay khi gặp Bella thì dây cốp đã sử dụng lá bài bẫy. Kiểu chị không hiểu tôi đâu, có nhiều bí mật chị không biết được, để đuổi Bella đi rồi lập tức trở về với đám bạn. Thế là Bella lại buồn đời và về làm trò con bò. Cụ thể là lần này đi về cánh đồng hoa mà cô với Edward vẫn hay nằm tâm sự. Giờ thì là mùa đông nên chỉ có cánh đồng nữa chứ không có hoa. Nhưng mà có một con ma cà rồng da đen chờ sẵn đấy chuẩn bị ăn thịt Bella. Ơm từ từ nhá, nghe không ổn lắm. Nhìn kỹ thì ông tướng này là cái thằng cha đi cùng James và bồ ở phần 1. Vì nhà Cullen đã rời đi nên là tay này định giết Bella trước. Tại vì trước tiên là đang đói. Và thứ hai là Victoria, bồ của James, thằng cha bị nhà Cullen giết ấy, đang tìm cách trả thù Edward bằng cách cho Bella một cái chết từ từ chậm chậm. Và tất nhiên là vô cùng đau đớn. Tay kia cho rằng là thịt Bella luôn thì nhân đạo hơn. Bella thiếu hơi chai thì thần tàn ma dại lắm rồi, thì là đứng đấy chịu chết thôi. Nhưng mà từ trong rừng, một đám sói to bằng con gấu chạy ra, đuổi tên ma cà rồng kia chạy trốn chết. Bella về nhà thì vì một lý do bí ẩn nào đấy, dây cốp leo cây như Naruto, đi thẳng vào phòng Bella bằng đường cửa sổ, vẫn không mặc áo. Người ta bảo là chết vì gái là cái chết tê tái, mà dây cốp thì nhìn từ phần 1 đã biết là mê Bella rồi, nên là hôm trước lạnh lạnh, sao hôm nay lại nóng luôn được. Dây cốp muốn tiết lộ cái gì đấy cho Bella, cơ mà tất nhiên là không nói toẹt ra, làm thím này phải động não mà tìm hiểu bằng quyển truyện mua từ Trạng Vạng và lên group phim này hay phết để hỏi. Và hỏi mấy câu như kiểu là tại sao người dân tộc ở chỗ này lại không ưa nhà Cullen, giao ước bí ẩn với tổ tiên nhà họ là gì. Đại loại là đối đầu với ma cà rồng xịn thì rõ ràng là dân tộc dây cốp cũng không phải
là người thường. Sáng hôm sau, Bella đến gặp Jacob để nói rõ sự tình thì gặp đám bạn của thằng Gu đang đến gọi nó vào rừng chơi. Như mọi đứa con mình là nữ chính khác thì Bella lời qua tiếng lại và tiện tay tát cho thằng bạn Jacob một phát, làm thanh niên kia mất kiểm soát, hóa sói định lao vào khô máu. Bella đang hoảng thì trong nhà Jacob chạy ra, hóa thành con sói nâu trông y hệt con mà Bella thấy hôm trước, ngăn bạn mình lại. Thằng đàn anh mà Jacob hôm trước chê lại là người mở lời, bảo các em là đưa Bella đến chỗ an toàn, không đâu khác chính là nhà ông đấy. Bella được hội anh em dẫn về thì bắt gặp bạn gái ông anh kia, một người phụ nữ với những vết sẹo chạy dài quá nửa khuôn mặt. Đợi một lúc sau thì ông anh dẫn Jacob và bạn về và cả hai đã trở lại thành người. Jacob gặp lại Bella và giải thích rằng tộc mình được thừa hưởng gen của sói, nhưng mà chỉ có một ít thanh niên được chọn mới có khả năng hóa hình thôi, còn lại chắc hóa hình con sói loli. Jacob thích Bella nhưng sợ mình sẽ làm tổn thương cô trong lúc mất bình tĩnh, như cái ông đàn anh đã lỡ tay làm với bạn gái nên là đẩy Bella ra xa. Jacob cũng kể thêm về giao kèo đình chiến giữa anh em người sói và gia đình Cullen và thổ lộ rằng nhiệm vụ của những người sói như Jacob là tiêu diệt bất cứ ma cà rồng nào dám bén mảng lại gần để bảo vệ bộ tộc và người dân. Jacob thì báo rằng có một nữ ma cà rồng đang lảng vảng quanh đây nên là Bella nên cẩn thận. Thì được Bella cho biết rằng cái bà đấy đang có ý định săn đuổi Bella để báo thù, làm Jacob còn quyết tâm hơn trong việc bỏ lại Bella một mình. Thì tất nhiên là cũng vẫn bảo vệ từ phía xa, tại vì sợ một ngày mất bình tĩnh sẽ lôi Bella ra làm đồ nhá. Và cái sự kiện này khiến Bella rơi vào trầm tư tập 2. Thế là Bella lại đi làm trò con bò tiếp, và lần này chọn một cái vách đá ngoài biển để nhảy xuống thử cảm giác mạnh. Và tất nhiên là vì tất cả thời gian chỉ dành thất tình thôi thì Bella chả biết gì về địa lý, chọn đúng cái ngày biển động, vừa nhảy xuống thì bị sóng đánh cho tụt quần. Chưa kể là Victoria còn chờ ngay dưới mặt nước chuẩn bị đớp, may lại có Jacob đến cứu. Jacob biết là thời giờ thì thả Bella ra thì chắc là không biết sẽ làm gì, nên là chấp nhận rủi ro ở bên Bella thêm một chút nữa. Nhưng vấn đề lại chồng vấn đề, Jacob vừa đưa Bella về nhà ôm ấp các thứ tình cảm thì Bella thấy xe của Carlisle đỗ ngoài cửa, thế là quên luôn Jacob, tớn lên chạy vào nhà luôn vì nghĩ là Edward đã về. Nhưng mà trong nhà thì chỉ có Alice đang ngồi đợi sẵn. Alice quay trở lại tại vì vô tình tiên đoán được cảnh Bella nhảy từ vách đá xuống nên chạy về xem, rồi thở phào vì Bella chỉ đơn giản là đang thất tình xong rồi đi làm cho linh tinh thôi chứ không định tự tử. Bella hỏi Alice về Edward thì chỉ biết là anh giai này đã đi mất dạng, thỉnh thoảng lại gọi điện về nhà một lần. Jacob ngửi thấy mùi ma cà rồng, chạy vào bảo vệ Bella thì thấy Alice. Và như mọi vũ trụ khác thì ma cà rồng và người sói chỉ cần nhìn thấy nhau thôi là bắt đầu buông lời cay đắng, khiến Bella phải đứng ra giảng hòa. Khi mà Bella định giải thích cho Jacob rồi chuẩn bị hôn hít ôm ấp các kiểu thì điện thoại reo. Jacob bắt máy, có người gọi hỏi về bố Bella nên là Jacob chỉ nói rằng ông già đang chuẩn bị đi đám tang, khiến đầu máy bên kia cúp rụp. Thì không sai, bố Charlie của Bella đang chuẩn bị đi đám tang của một ông đồng nghiệp trong sở cảnh sát, lên cơn đau tim và đoán xem chuyện gì xảy ra sau cuộc gọi kia nào. Gợi ý, người gọi chính là Edward. Edward biết tin Alice tự dưng tìm đến Bella thì gọi về, thì nghe tin là bố Bella đang chuẩn bị đám tang thì kết quả là gì nào? Mọi chuyện thì lẽ ra sẽ được giải quyết đấy nếu mà các nhân vật biết suy nghĩ kỹ một tí, nhưng mà thôi, đang là bọn ma cà rồng trẻ con mà. Nếu các nhân vật biết suy nghĩ một tí và kiểu hỏi han cặn kẽ trước khi bóc đáp điện thoại trong cay cú lẫn đau buồn ấy, hoặc là ít nhất đừng quá tin vào những gì tình địch nói. Bella vừa chất vấn Jacob về cuộc gọi chớp nhoáng thì Alice ở ngoài chạy vào vì tiên đoán được viễn cảnh Edward xin nhà Vottori cho mình đi chết, nên là hai chị em khăn gói quả mướp sang Ý tìm cách cứu Edward luôn. Và tất nhiên là chả nói gì với bố cả, trợ cấp cho bao nhiêu năm đi sang Ý tìm ra chả nói gì. Ở một diễn biến khác thì Edward xin người nhà Vottori cho chết, nhưng mà một ma cà rồng với khả năng đọc suy nghĩ tất cả mọi người trong phòng là quá hiếm để nói chết là chết. Edward chọn cách là ép người khác vào tường và lộ bản thân là ma cà rồng giữa trưa trong lúc thị trấn đang tổ chức lễ hội, để nhà Vottori không muốn giết cũng phải giết. Bella đến nơi khi mà lễ hội đang đến lúc cao trào, lao vào Edward ngay khi anh này vừa kịp cởi áo, chuẩn bị bước ra ngoài nắng để lấp lánh như mấy ông BD. Gặp được Bella khiến Edward vỡ òa cảm xúc. Giờ thì ông này mới tiết lộ bí mật rằng mình rời khỏi Fox để giữ an toàn cho Bella, và cái quyết định rồ dại mà ông tướng này tí thì thực hiện là do không muốn sống trong một thế giới thiếu bóng Bella. Cơ mà giờ thì Bella vẫn sống nên là thôi, xí xóa. Người nhà Vottori thì chạy ra hóng biến thì thấy hóa ra là Edward vẫn chưa phá luật, nhưng mà lại thấy mặt Bella ngay đấy, nên là dẫn cả hai vào gặp tộc trưởng Vottori. Tộc trưởng Vottori nhìn Bella thì nói rằng cô này đã biết quá nhiều nên là phải trở thành ma cà rồng hoặc chết. Edward thì không chịu biến Bella thành ma cà rồng nên là giờ chỉ có lựa chọn hai là Bella chịu chết, nhưng mà Edward lại không chịu Bella chết. Tộc trưởng Vottori thì không chịu việc Edward không chịu cho Bella chết nên là cho đàn em ra quất Edward đến bao giờ chịu thì thôi. Alice chạy vào can bảo rằng sau này Bella sẽ trở thành ma cà rồng, chưa kể là Bella sẽ có quyền năng đặc dị là vô hiệu hóa mọi dị năng mà đám ma cà rồng có thể dùng được. Edward không đọc được suy nghĩ Bella, trưởng tộc Vottori cũng không đọc được suy nghĩ Bella. Và cái ba nhân vật phụ này, người có khả năng khiến bất kỳ ai đau đớn bằng suy nghĩ cũng không làm được gì Bella. Tất nhiên cái dị năng như thế chết thì lại phí, nên là tộc trưởng Vottori chần chừ. Alice đành phải đứng ra nói rằng cô nhìn thấy trong tương lai Bella sẽ trở thành ma cà rồng. Tộc trưởng cầm tay Alice để cùng xem thì đọc được đúng cái viễn cảnh này trong đầu cô, nên là tạm tin.
thả cho ba người rời đi. Edward đưa Bella trở lại Fox. Và giờ thì còn rời đi thế nào nữa? Alice báo tin với gia đình Cullen. Thì Bella nói là sẽ cho mọi người biểu quyết vụ có biến cô thành ma cà rồng hay không. Thì đa số đánh bại thiểu số. Và dù Edward không muốn, nhưng mà đa phần gia đình cô đều đồng ý muốn kết nạp Bella thành thành viên. Edward lại đưa Bella về nhà với bố. Thì Jacob chặn đường. Hai bố này sắp sửa đánh nhau giành gái. Thì Bella quay ra với một động tác cực kỳ khó hiểu là tỏ tình với cậu. Chị yêu em Jacob, nhưng mà nếu để lựa chọn thì chị sẽ chọn Edward. Nên là đừng bắt chị phải chọn. Bro, WTF, chó này, yêu đương như thế à? Nói thế thôi chứ hai ông sim chúa này không hiểu sao vẫn lao vào như con thiêu thân. Cơ mà bây giờ trong cơn bực tức thì Jacob đã để lộ ra rằng hiệp ước đình chiến của nhà Cullen với tộc Gilead chỉ có tác dụng trong trường hợp không ai trong nhà Cullen cắn người. Nên là giờ mà Bella cứ đòi thế này thì không khác gì đẩy cả hai bên vào xung đột. Bro, cái hiệp ước chiến tranh là để kiểu gây tạo dựng sự bình yên ấy, các thứ ấy cho tất cả mọi người ấy. Vì con gái, vì đứa con gái trong hai bro phá à? Yeah. Nhưng mà Bella vẫn quyết tâm dù cả hai ông tướng yêu cô đều phản đối, báo hiệu rằng phần tiếp theo nhật thực sẽ còn lằng nhằng hơn gấp bội so với cái phần này. Và đó là tất cả những gì xảy ra trong Trăng Non. Và tôi sẽ cố xem cùng các bạn cho đến hết cái series này. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.